Văn Thái Nông Cơ. Thì hôm nay Văn Thái review báo giá hai dòng cây cọ lớn nhất thời điểm hiện tại của chú anh chị. Meruyame 500 piston 440 ly và Kawasaki Terrier piston 440 ly của chú anh chị. Đó, thì Văn Thái sẽ quay cho cô chú anh chị xem ha. Đó, thì đây là Meruyame 500 nha cô chú anh chị. Hàng chính hãng 100% nha cô chú anh chị ạ. Mâm điện thì Akande, có điểm chung đó là hai dòng này là mâm điện Akande hết của chú anh chị. Mâm điện Isuzu Akande chỗ này của chú anh chị ạ. Thì hàng này là hàng Nhật 100% của chú anh chị ạ. Chính hãng 100%. Thì đây là cái đầu nó nặng 4,1 kg của chú anh chị. Và cái đầu Torinbe thì nó nặng hơn, nó nặng 4,7 kg của chú anh chị. Hai dòng đều có trợ lực hết nha của chú anh chị. Hai dòng đều có trợ lực hết. Đó, nó có một điểm chung đó là mâm điện nè, mâm điện Isuzu lửa là Akande hết của chú anh chị ạ. Akande đây của chú anh chị. Thì mâm điện Isuzu lửa Akande của Nhật thì tốt nhất thời điểm hiện tại của chú anh chị, dùng cho mấy cái cỏ cao cấp của chú anh chị ha. Dòng này thì cái đầu không nó nặng 4,7 kg này. Đó, Meruyame thì nó nặng 4,1 kg của chú anh chị, nếu mà chính xác của chú anh chị ạ. Hàng chính hãng 100%, có số series đàng hoàng của chú anh chị ha. Đó, thì hôm nay Quang Thái sẽ quay phụ kiện của hai dòng này luôn cho cô chú anh chị xem ha. Hai cái dao. Dao chiều dài là 355. Đấy. Thì dao Maru thì xịn hơn. Menzin Japan này. Đó, theo Quang Thái đánh giá thì dao Maru xịn hơn ha cô chú anh chị ạ. Còn cái này cần thì cần đều là cần 28. Cần thì cần Meru thì cần rin. Cần rin có nghĩa là nó đi theo bộ nghe của chú anh chị. Cần Meru ống 28 ha. Cần Meru thì cần xay được nghe của chú anh chị. Mình xay được ha. Còn cần của Torinambe thì không có sản xuất cần mà chỉ sản xuất đầu máy thôi của chú anh chị. Đó, thì kết hợp với cần bên hãng kết hợp với cần Motoyama này của chú anh chị cũng cần 28 mà nó kiểu dáng hưu nghe của chú anh chị. Kiểu dáng hưu đầu bò này của chú anh chị thấy không? Đấy. Thì cần thì nó như nhau, cần 28 như nhau. Đó, thì cần của Meruyame thì xây được đó, lợi thế hơn một xíu đó. Thì lại là một điểm lợi thế của Meru nữa của chú anh chị ha. Máng cỏ đó, thì máng cỏ ở đây là máng cỏ của Motoyama kiểu dáng 541. Đây máng cỏ của Meru đó. Thì nói về máng cỏ thì máng cỏ của Motoyama tốt hơn ha, nhựa tốt hơn đó, nhìn nó dày dặn hơn chú anh chị ha. Và cái này là tay lái của Motoyama này của chú anh chị đó, thì tay lái dài dở bóp của chú anh chị ha. Bóp nhẹ nhàng hơn này. Tay lái đây là của Motoyama này. Này tôi lái tay lái của Meruyame đó. Tay lái truyền thống của Meruyame hả. Còn nói về độ dày của tay lái thì Meru dày hơn xíu nha cô chú anh chị. Bên đây là Motoyama, bên đây là Meru, dày hơn một xíu cô chú anh chị ha. 90 cô chú anh chị ha. Về dây đeo thì Motoyama theo Quang Thái đánh giá thì dây đeo xịn hơn, dây đeo của Motoyama xịn hơn này. Đó, giống cái chèn hưu luôn. Đó, rất là dày dặn. Dây đeo hai quai. Cái này là đỡ tùy vô cái chân mình nè, của chú anh chị. Tùy vô cái chân mình đỡ cái máy thì dày hơn. Cái này là dây đeo cũng hai quai nhưng mà của Meru nghe cô chú anh chị. Này thì hai túi đồng người, túi phụ kiện ha. Còn bên Motorola thì nó có thêm hai cái này, một bình phen nhiên liệu và một cái dây bảo vệ dây ghe. Cái Kawasaki thì nó hơn cái này ha, hơn xíu phụ kiện ha. Nhìn tổng quan á thì Quang Thái đánh giá nó như vậy của chú anh chị ha. Còn đầu máy thì chất lượng thì có thể nói là như nhau. Piston là bằng nhau này. Hàng chính hãng của Nhật này. Đó, cô chú anh chị ha. Piston 40 ly.
Về tơ đi thì nó mạnh hơn, công suất mạnh hơn nghe của chú anh chị. Mặc dù là piston là 44 mm, nhưng mà hành trình của cái Kawasaki Terinambe là hành trình nó 35 mm của chú anh chị, nên nó sinh ra công suất là 53,2 cc của chú anh chị ha. Và Maruyama thì piston cũng 44 mm nhưng hành trình có 33 mm thôi, thì nó sinh ra công suất là 49,9 cc của chú anh chị ha. Nói về sức mạnh thì Terinambe mạnh hơn. Mạnh hơn một xíu của chú gì hả, biết tông bằng nhau. Thì bên Quang Thái đang có hai dòng lớn nhất ở thời điểm hiện tại, đó là Terinambe và Kawasaki, Kawasaki Terinambe và Maruyama 500. Thì hàng này là hàng chính hãng 100% của chú này hả. Thì dĩ nhiên cái giá của Maru thì đắt hơn nha của chú gì, đắt hơn 1,5 triệu của chú gì ạ. Giá của Maruyama thì hiện tại là bên Quang Thái đang bán là giá 7,1 triệu. Thì hàng Maruyama là xuất ra tại Thái Lan nha chú anh chị, có nghĩa là xuất ra nguyên bộ tại Thái Lan của chú anh chị ha, nên giá nó đắt hơn. Thì bên Quang Thái khi mà chốt khách thì bên Quang Thái có tặng 1 lít nhớt Echo này và 1 bát cước như thế này của chú anh chị. Đây của chú anh chị, 1 lít nhớt Echo và 1 bát cước như thế này. Thì giá là 7,1 triệu. Của chú anh chị ha. Còn Terinambe thì giá nó sẽ là 5,9 triệu nha cô chú anh chị. Terinambe thì giá 5,9 triệu. Quà tặng thì nó cũng là 1 lít nhớt và 1 bát cước. Cô chú anh chị ha. Và thêm nửa ký cước nữa cô chú anh chị. Nửa ký cước của chú anh chị nữa ha. Thì hôm nay Quang Thái cũng review báo giá cho cô chú anh chị nắm giá về hai cái dòng khủng long bạo chúa này. Thời điểm hiện tại 44 mm này lớn nhất thời điểm hiện tại nghe cô chú anh chị. Hàng chính hãng 100% của chú anh chị ha, cô chú anh chị yên tâm ha. Thì Maruyama thì nó có số máy đây, Maruyama này số máy đây, 3 điểm để mà mình nhận diện ha. Nó nằm trên tháo gió này, và điểm thứ hai là nó nằm ở trên này, nằm trong bộ cái bộ hơi này, trên này xuống này của chú anh chị, hoặc là mình nhìn trong này cũng được. Cái điểm này hả, điểm này của chú anh chị ha. Cái điểm thứ ba đó là nó nằm trên cái thùng này, cái gì ha, D385702 của chú anh chị ha, D385702, D385702 đây của chú anh chị ha. Đó, 3 điểm đó là chắc chắn là hàng chính hãng ha. Còn cái Kawasaki thì mình nhìn cái thùng nó cũng có ghi đây của chú anh chị này ha, 43590, và số series nó có đi trên này 43590 của chú anh chị thấy không, dưới màn hình hả. Ok của chú anh chị ạ. Rồi xin chào của chú anh chị, hẹn gặp lại của chú anh chị trong những clip nhé. Chào các anh chị nhé.